Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Tính mình cưa cây dừa nha các bạn. Chú mình đang mở cái bộ móng á, để mình quay lên cây dừa cho các bạn cùng xem nha. Cây này nó nghiêng vô nhà các bạn, cặp với cây vú sữa này luôn nè. Bắt đầu leo lên. Rất là nhanh luôn nha các bạn. Cái dừa này quá cao các bạn ơi. Các bạn mà thấy chú mình đeo cây hay thì đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Đăng ký ủng hộ mình nha. Vú sữa chín các bạn. Thì nó bé vú sữa luôn. Rồi chú leo mì vàng ở trên này. Cây dừa cao lúc túi chảnh luôn các bạn, để mình gùm lên nha. Ngày chỗ mình đứng là cả nhà biết nha các bạn. Hôm nay mình quay lại đây. Cây này cao quá cao, mình gùm không có tới nha các bạn, không có gùm lên được nữa. Giờ chú máng mấy cưa vô dây đai an toàn rồi các bạn ơi. Lấy cái công dây đăng cuộc vô quầy dừa hay gì đây, rồi cuộc vô quầy dừa các bạn. Cây dừa này bà cô nó là 60-70 năm rồi các bạn ơi. Hai trái, rớt hai trái. Hai quầy dừa còn được 4 trái. Rồi chú bắt đầu cuộc cái quầy dừa bên kia nữa rồi các bạn ơi. Rồi đi ra đây.
rồi rụng luôn rồi các bạn ơi, dừa này xong rồi này nó bở dữ gì các bạn. Quá lè các bạn ơi, cái máy chú mà đang cưa đó là máy cưa G370 nha các bạn. Làm mà tin lực cưa tiệt các bạn ơi. Cái máy đó bữa đó chú mình cưa cây phượng đó các bạn. Rớt mà không cao. Rớt từ trên cao xuống luôn. Cắt cho mấy cái lá nó dục ra ngoài nha các bạn, để nó bay lên cái nhà bếp. Rồi, mắng mấy cười vô về đây an toàn các bạn ơi. Chẳng còn quay vừa nữa. Rồi, chú tao lấy mấy cưa để cưa cho quay vừa xuống nè các bạn. Ý, dừa này nó bị muối đó các bạn, nó bở gợt rồi, dễ rụng quá. Không, xuống đây chú ơi. Cái dừa này trên đọt bị đua ngang rồi các bạn ơi, sụ đọt rồi. Yeah.
rất là nhanh luôn. Cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó gần nhà có cưa hạ thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video ở các cô chú anh chị. Chú đứng xích lên trên nè các bạn ạ. Đứng như dẫn nè các bạn, để cắt cái đọt hay gì đây. Rồi chú cắt cái đọt. Cây quá cao rồi. Rồi dính lên cây vũ sữa luôn. Rồi chú vừa nguyên cái củ hủ to luôn rồi đó các bạn. Xích cái này để cắt một khúc nhục xuống các bạn. Cao lên cái nữa nha các bạn, gừng của nó mờ các bạn. Rất là nhanh lẹ luôn các bạn ơi. Chú lấy mấy cái tàu dính ở trên cái cây vũ sữa xuống nha các bạn. Ha ha ha!
Chú mình bắt đầu leo xuống nha các bạn. Lấy khúc dài này cho chú nhà xã kèo bằng tay các bạn. Cái cây này già dữ lắm rồi. Nghĩ sao? Còn khúc cây dài này chú mình treo dây nha các bạn. Treo nó dựa vô cây vú sữa bằng cho nó xuống. Quá tuyệt vời. Dạ. Giỏi thiệt, quý hay thiệt chứ. Giờ chỉ là lợi 2 giây cho nó nằm xuống thôi các bạn. Trên cái khúc cây luôn, chỉnh chỉnh. Chuẩn bị cho nó nằm xuống luôn rồi nè. Chú mình chìm 2 khúc đó nữa, mổ xẻ luôn nha các bạn. Xẻ cây này nè. Giờ hạ từ từ nha. Dạ, chúng mình là đã nếm gầy qua nha. Đó. Cây nời lên luôn. Rồi cái cây dừa chúng mình đã hạ xuống an toàn nha các bạn. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.